Các bạn phải hiểu là tình yêu nó là cái cảm xúc ở trong lòng của con người chúng ta, và khi chúng ta cho cái gì là trọng thì cái đó là trọng, mà khi chúng ta cho cái gì là không trọng thì nó sẽ là không trọng. Thì tình yêu nó đôi khi nó là như vậy, chúng ta coi tình yêu là trọng thì tình yêu nó sẽ là trọng, và khi chúng ta coi tình yêu là không trọng thì nó sẽ là không trọng. Có những người rất là si tình, mụ tình, mê tình, yêu đến nỗi say đắm cháy bỏng, thậm chí yêu đến độ có thể chết được. Nhưng có những người như những người thầy tu đó, những người sư đó, họ đâu có cần tình yêu đâu, họ không có yêu đương nam nữ gì cả, thì đúng không? Thì cho nên là nên là trước khi mình định nghĩa cho các bạn tình yêu là cái gì thì chúng ta sẽ thống nhất với nhau, đó là có những người quan trọng, có những người không quan trọng, có những người cần đến video này, có những người không cần đến video này, có những người thích lắm bắt và hiểu biết và thích trải nghiệm, nhưng có những người họ không cần biết, họ chỉ cần có một cuộc sống như thế này là họ đã ok rồi.